anh ấy không muốn nhưng em muốn. Có gì sai sai nào? Đỏ mặt là cái này của anh mới đúng nè. Cái chuyện này riêng á, nhưng mà có cái là khi Brian về Việt Nam á, Brian mới hiểu cái nghĩa bóng của muốn á, cái từ muốn á. Khi người ta nói muốn á, cái từ đó nghĩa rất là nặng á. Tại vì trong tiếng Anh dịch ra tiếng Việt á, muốn là chỉ mình I want, thì nó nghe rất là bình thường. Nhưng mà khi người Việt nói mình muốn á, em muốn, thì Brian, nhưng mà Brian, nhưng mà muốn rồi, muốn mà, muốn vẫn không sao mà. Hết cái thèm thì mới sợ đấy. Để coi câu chuyện này của ai nè, ai là người muốn điều ấy, mà vì lý do nào mà anh ấy không muốn. Bởi vậy em đang rất là muốn được nghe anh ấy là ai mà tại sao lại kỳ cục vậy. Đây là kỳ cục. Anh nào mà kỳ cục kẹo vậy? Ai mà không ai muốn vậy chứ? Câu chuyện của ai vậy? Mi không muốn. Có thể đoán được, có thể hiểu được. Tại sao, tại sao anh xin sự kẹt cưới hả? Alaska chính xác. chính xác chuẩn chuẩn đấy. Ok, là Alaska đã cướp đời trai của là ai coi như cái lần đó như thế nào. Ok, ở Nam Phi, ở bên Nam Phi là người ở đó có suy nghĩ open minded, thoáng. Và em cũng là người open minded. Và khi em trẻ hơn, em nghĩ tại sao nhiều người nói sex là quan trọng, bởi vì sex là sex mà. Và khi em già hơn, em hiểu sex là tiếng của tim, tiếng của trái tim. Và ai cha tiếng cha sex nhiều quá có hết yêu ở trong tim. Ai làm sex với nhiều người không có nhiều yêu ở trong ở trong tim à? Gọi là chuyện ấy là ngôn ngữ của trái tim. Và mình không nên làm chuyện ấy với nhiều người lạ hay là rất nhiều người. Là vì nếu như vậy thì mình đang trao đi những cái miếng của trái tim mình, cái mảnh của trái tim của mình. Và em nghĩ khi em gặp một người nói cho em anh không muốn, anh muốn đòi em, what really, I want to love you. Nhưng mà vì lý do nào mà anh ấy không muốn? Vì lý do nào mà anh ấy không muốn? Why didn't he want to? Em nghĩ anh mắc cỡ. Anh mắc cỡ. Em không biết tại sao anh không muốn, nhưng mà anh muốn đòi. Muốn đợi hả? Và em không muốn đòi, nhưng mà em nói cho anh ok, I will wait for you. Tức là lúc đó là bạn trai của em là còn gì không? Con gì nóng là gì? À, là vẫn giữ đời trai của mình, chưa có làm chuyện đó. Anh làm rồi mà. Làm rồi mà. Vậy thì tức là anh ấy muốn đợi bởi vì muốn tình yêu của anh ấy với lại em phát triển đủ thì mới làm. Em nghĩ hai người có đầu tim rồi và không muốn yêu nhanh. Đã bị tổn thương rồi. Hai người đều bị tổn thương rồi, không muốn bị yêu nhanh quá. Và anh nói cho em tơ tơ. Em nói là ok. Vậy thì em có thể biết được là người đó thật sự yêu em. Dạ đúng, em hiểu anh yêu em thật. Đúng không? Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà cuối cùng mà cái chuyện nó xảy ra là năm bao nhiêu tuổi? Không nói. Còn phải 16 tuổi à? 16, ok. 16 tuổi. 16 thường. Tuổi. Thì vỗ tay cho tình yêu đích thực của bạn đó. Rất là dễ thương, rất là dễ thương. Dễ thương mà. Thật lòng để cứu được một người đàn ông mà biết trân trọng mình, yêu thương mình và biết giữ luôn cái điều đó cho mình, đó là một điều rất là đáng trân quý của người đàn ông. Rồi, các bạn Việt Nam thấy sao về chuyện này ạ? Lúc hồi nãy giờ muốn phát biểu nhiều lắm rồi. Nói đi. Em. Thay tiền người, thay tiền người. Thay tiền người. Thay tiền người. Em sao em nguy hiểm quá vậy? Thật sự ra thì là quan điểm tùy người thôi à. Tại vì ví dụ như em thì quan điểm là trong cái chuyện đó em khó khăn hơn. Dạ nhìn em vậy thôi chứ em bị cổ hủ, em bị truyền thống. Tức là em muốn đợi lâu hơn. Đúng rồi, em phải đợi, phải em phải tin người đó. Em nếu em không tin thì em sẽ không tiến tới. Và em không đủ tin tưởng thì sẽ không. Nói chứ không phải, tại vì em nghe anh nói đây thì em cảm thấy là
hay một cái là phụ huynh của anh có giáo dục cho anh, tức là giáo dục anh về giới tính, về cách mà phòng vệ, hay là cái cách mà không phải là cho anh không mà là cho những cái bạn gái của anh nữa, về cách đi khám phụ khoa hay gì đó. Thì em thấy rất là hay, tại vì giữa em với gia đình em nghĩ là cũng những cái bạn nữ của gia đình Việt Nam cũng hay bị, đó là không có nói chuyện vượt với cha mẹ về cái vấn đề đó. Và rất là khó mà mình tự mình làm thôi, không, xong mình làm thức. Xong rồi mới biết cái hậu quả. Em tiếc thôi, em ước gì là em nghĩ là sau này em có con thì em sẽ nói chuyện với con của mình để giáo dục cho nó cả trai và gái luôn, để biết cách phòng hờ cũng giống như là kiến nhiều kiến thức hơn. Tại vì em ước gì em được có nhiều kiến thức, hồi đó đâu có internet đâu mà tìm hiểu mấy cái chuyện này. Nói chung mình không có nên gọi là cảm thấy mắc cỡ về điều đó, mình nên nói chuyện cởi mở với nhau thì nó hoàn toàn là điều đúng để làm. Em nghĩ là kiểu như là phụ huynh rất là ngại cái khi mà nói chuyện với con mình cái chuyện này. Còn cái chuyện mà cái chuyện đó khi nào á là em nghĩ là không có phải là do tùy quan điểm mỗi người thôi. Mỗi quan điểm của em là cái gì nó tự nhiên sẽ hay hơn là mình cứ nuôi đủ hay là không đủ, đúng không? Cái gì nó tới, nếu như anh đã đi thì cái lúc đó đâu anh đâu có biết được là thì ngay đêm 21 tuổi cái anh bị như vậy đâu, đúng không? Cái gì nó tự nhiên nó sẽ được thú vị và hấp dẫn. Được như vậy. Đó là duyên. Dạ duyên đó, thì em nói là cái gì nó tự nhiên là cái duyên nó sẽ hay hơn rất là nhiều so với cái mà mình chuẩn bị trước hay là mình nuôi nó đủ đó. Thì mà ý của anh là nếu mà tự nhiên quá thì tự nhiên có em bé thì sao? Thì tới lúc mình sẽ tính tiếp cái chuyện có em bé. Thì nó em... sẽ ví dụ là 16 tuổi mà có em bé thì nó sẽ làm rối lung tung bang nguyên một cái đời sống của ai đó. Đúng là như vậy. Ở khi mà nếu mà có giáo dục thì sẽ cái độ tuổi hợp lý. Còn cái chuyện mà khi mà mình đã trưởng thành rồi, mình biết cảm nhận cái chuyện đó rồi thì cái gì nó tự nhiên sẽ hay hơn. Tại vì em cảm thấy là giống như có những cái cặp vợ chồng là bạn của em cũng có, người ta yêu nhau rất là sâu, kiểu cũng rất là yêu nhau rồi, nhưng mà nhiều khi là phụ huynh gia đình chưa có cho phép cưới nhau, nhưng mà họ sử dụng cái chuyện đó, cái chuyện mà có baby đó để mà cho hai gia đình đồng ý cho phép lấy nhau. Thì theo như các bạn nói từ nãy đến giờ thì theo như các bạn thì thời gian tìm hiểu khoảng chừng bao nhiêu lâu thì chúng ta nên tiến tới cái chuyện đó? Tùy. Toán là tùy thôi. Đúng rồi, cái đó tùy. Ví dụ như mình đã có bạn gái ở Ba Lan trước khi sang Việt Nam ấy, được yêu nhau 3 năm. Không có làm gì với nhau ấy, ngoài ra ôm hôn thôi, bởi vì bạn ấy là theo đạo của bạn ấy là không được, nên mình tôn trọng, mình ok, không sao hết. Anh yêu em nên em muốn đợi thì anh sẽ đợi thôi, mình tôn trọng nhau. Nhưng mà ví dụ mình có một số trường hợp mà chỉ gặp nhau 2 lần, 3 lần ấy, mà thích nhau thì nói chuyện với nhau, cảm thấy mình có cái sự kết nối giữa hai người, mình cảm thấy rất là an toàn với bạn ấy, bạn ấy cũng cảm thấy rất là ok với mình. Thế là mình có thể về với nhau, ok, không sao hết. Thế là tùy trường hợp, tùy từng cặp người, tùy bối cảnh, tùy tất cả rất nhiều thứ. Nhưng mà mình không thể xác định lại là bao lâu thì mới đúng. Bởi vì có thể là 3 năm chưa đủ, mà có thể là gặp nhau 2 lần là đủ rồi. Tùy mình tin tưởng nhau như thế nào, tùy hai người sẵn sàng hay không, tùy người ta có cảm xúc, cảm giác, hoặc là có cái nhu cầu, hoặc là muốn đến với nhau thôi. Tức là tùy thôi, tất cả là tùy hết. Tức là mình không có nên ép người khác là vì mình muốn quá và ép người kia thì đó là điều sai. Thời gian chỉ là tương đối thôi, cảm xúc mới là quan trọng. Đúng rồi. Brian thấy thời gian không quan trọng, thì khi mình có cảm xúc thì mình cứ cho tới, nhưng mà nếu mình thật sự thích người đó thì đối với Brian thì Brian sẽ muốn đợi một chút xíu thêm nữa để cái foundation, cái xương của cái mối hệ nó sẽ ổn định. Để sau đó đấy. Em hỏi cái là ví dụ như mà mình đã là bạn trai bạn gái của nhau rồi, và đương nhiên là đôi bên cũng đã từng rồi, chứ không phải chưa thì nó là câu chuyện khác. Thì nếu như hai bên đã từng rồi và đang tìm hiểu nhau nhưng mà tiến tới mối quan hệ quá nhanh thì có thể là phải là dễ chán cho cả hai không? Câu hỏi rất là hay, đúng không? Tại vì nếu như mà mình có thời gian mình tìm hiểu, mình trải nghiệm, mình đã đi qua nhiều thứ với nhau rồi thì cái đó nó hòa quyện vào nhau, và khi mình làm chuyện đó với nhau á, đúng thời điểm và đúng cái lúc đó thì mình cảm thấy như là cái này là một cái tình yêu nó rất là cháy bỏng, nó rất là nồng nhiệt. Nhưng mà khi mình đến quá nhanh thì cái gì nó đến nhanh thì nó cũng sẽ đi nhanh. Nó tùy mỗi người thôi. Tùy không? Thật sự nói chữ tùy thì có vẻ chung chung quá. Nhưng mà tại vì Bảo kể cái ví dụ đi, Bảo có những người bạn từ ngày đầu tiên gặp người con gái đó cho tới cái ngày mà hai người lại vợ lại chồng với nhau chỉ có 22 ngày.
có những người gặp nhau ngày hôm nay là một cách vô tình ở một cái quán nhậu, một cặp đôi luôn gặp vô tình, hai người ngồi hai bàn khác nhau không hề có bất kỳ sự liên quan gì tới đời nhau cả, ói vào người nhau trong toilet một cái xong về xin số điện thoại để xin lỗi với nhau, xong cái 3 tháng sau đám cưới, ở với nhau tới tận bây giờ là hơn 10 năm. Không phải là nhanh hay là chậm mà là đúng người đúng thời điểm. Gắt quá anh Bảo ơi.